mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Chào. Trước tiên mấy anh em ở đây cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và năng. Thì anh Huy với anh Ba thường hay thi đấu cái đồ nguội, hôm nay hai anh em thi đấu đồ nóng. Đây bánh canh cua, hôm nay cho hai anh em ăn nóng bữa. Ở dịch găng không à, bánh canh cua. Đây hôm nay hai anh em thi ăn bánh canh cua ha. Này nhưng mà cái này rất là nóng nha. Hai anh em ăn hôm nay là phải nói chạy đuổi thời gian nha, chạy cho xì khói nha. 15 phút hết, trước 15 phút có hai tờ bát này ha. À, mỗi một người là 6 tô, anh em đồng ý không? Rồi anh Huy đồng ý không? Rồi đồng ý không? Rồi à, sau cũng xin đại diện hai anh em tổng mời cô bác chị bạn dùng bánh canh cua với lại của hai anh em của mình. Xin mời. Rồi chuẩn bị đi. Đếm nha. Đếm bạn. Bạn đếm đi. Chưa. Chưa hả? Rồi chuẩn bị tâm tinh thần sẵn ở đây. Rồi ngồi với bạn. Chưa. Đấy thì trong tay bấm giờ. Anh và cái bánh canh cua này là nó anh và anh chọn quá chứ. Bánh canh cua này nó nóng dữ lắm, nóng á em. Rồi anh chọn quá chứ. Chưa? Rồi 1, 2, 3, bẹt. Bắt đầu. Rồi chạy. Rồi bạn ăn sáng đi bạn. Hai anh em được có 15 phút. Cái bánh cua này rất là nóng. Hôm nay hai anh em ăn nóng coi sao. Thời gian được 15 phút. Wow. Một tô là phải hết trước 3 phút mới có thể hoàn thành. Rồi. Hai anh em là nóng mặt nóng. Tao cứ lùa mày vô. Xong. Ba lùa quá rồi. Quá rồi, anh Ba chắc là không có còn mút nữa, như anh Huy đâu, lùa thôi. Quá rồi. Một tô chỉ có một phút thôi. Tô này mình từng quay, mình cũng từng căng là một tô là nửa ký, hơn nửa ký chút. Ê, tô bánh canh cua này em bay em bán cứ ăn tô như em. À hơn nửa ký chút. Mình hỏi như tiện hơn nửa ký chút rồi. À, em nó bán bánh canh cua đây rất là ngon. Rồi bán thì giá cả thì cũng bình dân thôi. Bán gần nhà thờ mặt Bắc. Đối diện Đức Thánh. Hay quá anh Huy, hay quá anh Bo. Anh Huy phải lùa giống anh Ba vậy nó mới kịp. Wow, hai anh em ăn ngang nhau luôn. Hầu như là hai người này là phải kỳ phùng địch thủ luôn mới đúng. Kỳ phùng địch thủ ăn nóng luôn. Hôm nào mình sẽ mở một cuộc thi là hai cho hai anh em ăn đồ cay một bữa. Đồ cay mà xì khói luôn. Hai anh em ăn nóng với ăn cay rất giỏi. Ở trong team mình có hai anh em ăn là cay với nóng ăn giỏi hơn ha. Vượt trội hết trong mấy anh em kia. À, sao không nghe than nóng dần ra nhưng mà sức mồ hôi quá lẽ rồi. Kỳ phụng địch thủ luôn, ngang nhau luôn. Wow, quá lẽ. Ba tô 3 phút. Bỏ đi nước cho lên cho luôn, có đưa nước thì đưa. Anh Ba uống nước, anh Ba nóng quá uống nước cho anh Ba. Anh gấp quá quên uống nước luôn. Wow.
Rồi. Hai tay này ăn nóng mà mình thấy cảm nhận là không có gì là nóng hết, không có gì làm khó được. Chủ quán vừa đem ra là ăn liền luôn. Wow, không thể nào tin được luôn. Cứ tôn phúc. Trước anh Ba ăn lẩu ở thôn Huy, hôm nay anh Ba ăn bánh canh này mình thấy là như nhỉnh hình của anh Huy rồi. Hay quá anh Huy ơi, hay quá anh Ba ơi. Hai anh em ăn tốc độ, phải nói là không dám tin luôn. Đổ mồ hôi như tắm luôn. Đúng rồi, cái món này nóng, chủ quán là nói món này là nóng, nóng lâu lắm. Anh Ba 5 tô, 6 phút. Mình nghĩ hai anh em ăn xong chắc 7 phút mấy. Quá dữ. Sức mồ hôi quá sức rồi. Cố lên Ba, hôm nay phải thắng anh Nguyên Ba ơi. Cái này là phải là kỳ phùng lịch thủ luôn á. Ăn nóng ăn kiểu này thì dám chắc là phải lấy kỷ lục luôn. Wow. Quá hay luôn. Người ta gạt thở, chắc người ta thở nhẹ đó. Một cái ba luôn. Quá dữ luôn. 7 phút 30 giây hoàn thành. Quá dữ luôn. Rồi cái thử thách anh Huy ơi. Anh Huy hôm nay chậm hơn ba một nhịp rồi. Không sao. Vậy là quá hay anh Huy ơi. Có 7 phút 30 giây à. Rồi lột ra. Rồi. Quá ngon. Nóng quá ha. Rồi đổi cho ba thị không phải không ơi. Cảm ơn. Rồi cái tô cụ xử dưới hết luôn anh. Rồi. Rồi cái tô này hồi mình bỏ bọc đem về cho mấy đứa cháu. Hãy ăn nữa thì ăn. Tùy anh ha. Anh Huy hiện cũng có thằng trai cũng còn nhỏ. Đem về cho thằng trai đây Huy ơi. Đừng bỏ cụ cũng tội. Ăn hết cái tô ở đây rồi cái tô này mình bỏ bọc. Ăn nhanh thiệt, 7 phút 30 giây, hoàn thành. Tốc độ phải nói là mình không dám tin luôn. Mà con ăn hay quá anh ơi. Uống mà đáng liệu uống thuốc. Không à, hai tay này là kỳ phục lực thủ đó Thành, ăn nóng với ăn cay đó Thành.
được em hai ừ, kỳ phong linh thủ luôn. Quá hoàn thành. Rồi tối nay mình bỏ lại đây về cho con trai thêm đi. Ừ. Ok. Sao ăn nóng? Ăn nóng vậy cái miệng lưỡi là có ảnh hưởng gì anh ba Huy? Không, không. Rồi phải không? Quen à. Quen không? Thường ngày ngậm muối á. Thấy có hộp á ngậm vô cho nó cay. Dạ, ngậm muối là nó ăn nóng không ăn thôi dạ. Đúng rồi, chấm chờ. Vậy là mai Thành phải mua ký muối ngậm anh Thành. Đúng rồi. À, thiệt á. Cái này là mà nói thiệt á, không phải nói chơi. Ok. Tiền bạc là xong hết phải không ta? Không ai nợ nặng nhau hen. À, mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác chị bạn suốt thời gian qua ủng hộ mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và năng chờ lại. Bye bye.